Bóng đá 24 giờ New trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 12 tháng 9 và dạng sáng ngày 13 tháng 9 được cập nhật mới nhất. Chính xác nhất từ các giải đấu, lịch thi đấu Premier League vòng 7, 2 giờ ngày 13 tháng 9, Leeds United và Nottingham Forest hoãn. Lịch thi đấu La Liga vòng 5, 2 giờ ngày 13 tháng 9, Almeria và Osasuna, lịch thi đấu Serie A vòng 6, 1 giờ 45 ngày 13 tháng 9. Empoli và Roma on Sport New, lịch thi đấu League 2 vòng 8, 1 giờ 45 ngày 13 tháng 9, Mets và Guillem, lịch thi đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vòng 6. 2 giờ 15 ngày 13 tháng 9, Vizela và Istrin, lịch thi đấu vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vòng 6, 23 giờ ngày 12 tháng 9, Bisiktas và Istanbul Basaksehir lịch thi đấu vô địch quốc gia Bulgari vòng 10, 21 giờ 30 ngày 12 tháng 9, Ada Kazali và Pirin Blagoevrat, lịch thi đấu hạng nhất Bulgari vòng 9. 21 giờ ngày 12 tháng 9, Yancha và Ludogore Rasgrat 2, lịch thi đấu hạng nhất Trung Quốc vòng 20, 14 giờ ngày 12 tháng 9. Trình đảo Yut Island và Shanghai Ziading, 14 14:30 30 ngày 12 tháng 9, Beijing Bizi và Trình đảo Hai New, 18 giờ 30 ngày 12 tháng 9. Haylong Long Cheng ICTFC và Kunsan FC, lịch thi đấu vô địch quốc gia Armenia vòng 7, 20 giờ ngày 12 tháng 9, Punic và BKMA. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Cyprus vòng 3, 23 giờ ngày 12 tháng 9, Olympiacos Nicosia và AEL Limassol, lịch thi đấu vô địch quốc gia Ukraine vòng 4. 17 giờ ngày 12 tháng 9, Voskla và Oleksandria, 19 giờ ngày 12 tháng 9, Inhulit, Petrov và FC Minat, lịch thi đấu hạng nhất Estonia vòng 28. 21 giờ 30 ngày 12 tháng 9, Idaviruma FC Lion và FC Elva, lịch thi đấu vô địch quốc gia Serbia vòng 11, 21 giờ ngày 12 tháng 9. Javer và FK Ratnik Sadulika, 23 giờ ngày 12 tháng 9, VOZ Dovas và Ratnik Kinis, lịch thi đấu hạng nhất Serbia vòng 8. 21 giờ 30 ngày 12 tháng 9, India và Zelesnika Pancevo, lịch thi đấu vô địch quốc gia Rumani vòng 10, 22 giờ ngày 12 tháng 9, CS Mioveni và Universitete Cluj lịch thi đấu hạng nhất Ba Lan vòng 10, 23 giờ ngày 12 tháng 9, Probri Logo và Rizovia, lịch thi đấu vô địch quốc gia Hy Lạp vòng 4. 23 giờ ngày 12 tháng 9, PAO KFC và Lamia, lịch thi đấu hạng nhất Bồ Đào Nha vòng 6, 0 giờ ngày 13 tháng 9. CF Ischela và Academico Biseo, lịch thi đấu vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vòng 6, 1 giờ ngày 13 tháng 9, Adana Demirspor và Trabzonspor lịch thi đấu hạng 2 Tây Ban Nha vòng 5, 2 giờ ngày 13 tháng 9, A3 và Granada, lịch thi đấu hạng nhất Brazil vòng 30. 6 giờ ngày 13 tháng 9, Sport Recife và Bahia, lịch thi đấu hạng nhất Hà Lan vòng 8, 1 giờ ngày 13 tháng 9, Almere City FC và FC Eindhoven. 1 giờ ngày 13 tháng 9, Ion Ajax và NAC Breda, 1 giờ ngày 13 tháng 9, Ion AZ Alma và PEC Suler, 1 giờ ngày 13 tháng 9. Eum FC Utrecht và Eredivisie Den Haag 1 giờ ngày 13 tháng 9, Eum PSV và FC Den Bosch 1 giờ ngày 13 tháng 9, Roda JC Kerkrade và De Graafschap. Lịch thi đấu hạng nhất thổ nhĩ kỳ vòng 5, 0 giờ ngày 13 tháng 9, Altinodu và Pendikspor, lịch thi đấu hạng nhất Chile vòng 28. 4 giờ ngày 13 tháng 9, Ranger và Deport Iquique, 4 giờ ngày 13 tháng 9, Universidad de Concepción và Banechea, 6 giờ 30 ngày 13 tháng 9. Puerto Mon và Cidiaturo Fernandez Vio, 6 giờ 30 ngày 13 tháng 9, Deport Copiapo và Deport Santa Cruz, lịch thi đấu vô địch quốc gia Colombia lượt 2. 8 giờ ngày 13 tháng 9, Aguila Dorados Rio Negro và Alianza Petrolera, lịch thi đấu vô địch quốc gia Bulgaria vòng 10, 0 giờ ngày 13 tháng 9. September Sofia và Lokomotiv Plovdiv, lịch thi đấu vô địch quốc gia Ecuador lượt về, 7 giờ ngày 13 tháng 9, Tecnico Universitario và Universidad Católica Lịch thi đấu vô địch quốc gia Paraguay lượt 2, 6 giờ 15 ngày 13 tháng 9, Club General Caballero JLM và 12 de October, lịch thi đấu hạng nhất Paraguay vòng 26. 4 giờ ngày 13 tháng 9, Deportivo Santani và Sportivo San Lorenzo, 6 giờ 15 ngày 13 tháng 9, Luqueno và Sportivo Gini Den. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Đan Mạch vòng 9, 0 giờ ngày 13 tháng 9, Vibok và AC Horsen, lịch thi đấu vô địch quốc gia Thụy Điển vòng 22. 0 giờ ngày 13 tháng 9, Canma FF và Hecken. 0 giờ 10 ngày 13 tháng 9, IFK Gothenburg và Helsingborg, lịch thi đấu hạng nhất Thụy Điển vòng 23. 0 giờ ngày 13 tháng 9, Chelebok FF và Oergrai, lịch thi đấu hạng nhất Hungary vòng 8, 1 giờ ngày 13 tháng 9. Diogiori VTK và MTK Budapest lịch thi đấu vô địch quốc gia Rumani vòng 10, 1 giờ ngày 13 tháng 9, FC FCSB và FC Voluntary. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Ba Lan vòng 9, 0 giờ ngày 13 tháng 9, Zazilonia Bayalostok và Stomilec. lịch đấu chi tiết mời các bạn xem trong phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo mới nhất về lịch thi đấu nhé các bạn.